Rồi, cái cậu ấy sắp hết hơi rồi coi. Bong bóng của siêu nhân người nhện càng lúc càng nhỏ lại nha. Cái cậu ấy sắp rơi xuống cái hồ này là tiêu luôn các bạn ơi. À, phải nhanh chóng nghĩ ra cách nha bạn. Bây giờ người nhện tôi sẽ nhảy ra khỏi bong bóng nha. Đây, tôi sẽ nhảy xuống nha bạn. Ây da, chỗ này cao quá các bạn ơi. Đây, nhảy xuống chiếc máy bay này nha. Đây, tôi sẽ nhảy xuống chiếc máy bay này nha bạn. Đây đây. Ui ui ui. Ây da, không sao các bạn. Hên quá các bạn ơi. Đây. Hiện tại thì người nhện tôi đã nhảy ra khỏi cái bong bóng người nhện Spider-Man của tôi các bạn. Đây, cái bong bóng Spider-Man nó vẫn còn bay ở trên đầu của con quái vật nha bạn. Nhưng mà người nhện tôi thì đã nhảy xuống rồi. Đây. Tình hình là chỉ có một mình người nhện tôi là con quái vật nó vẫn chưa phát hiện ra nha bạn. Đây. Chỗ này là một cái hồ nước nằm rất rất là xa thành phố nha bạn. Đây, tôi sẽ lấy điện thoại ra nha. Ây da, điện thoại hình như ui tiêu rồi. Ây da, tôi tiêu rồi các bạn ơi. Cái điện thoại hết pin rồi. Đây. Đây các bạn, điện thoại của siêu nhân người nhện tôi hết pin rồi nha. Đây, nó tắt nguồn rồi. Bây giờ làm sao mà liên lạc về và gọi cho các robot người máy Spider-Man bây giờ? Ây da, điện thoại lại hết pin ngay lúc quan trọng như vậy các bạn ơi. Đây, tôi cho các bạn xem nha. Đây, con quái vật nó sắp bắt được các siêu nhân người nhện rồi nè. Đấy, nó đưa tay và nó hả miệng ra, nó định táp các siêu nhân người nhện rồi nha. Đây, tôi phải nhanh chóng đi tìm sự trợ giúp nha bạn. Không biết là ở đây có cảnh sát hay là có người dân nào có thể giúp bọn tôi tiêu diệt con quái vật này hay không nha. Đây, đây là một cái con cá sấu khổng lồ nha bạn. Nó sống rất là lâu rồi, đến nỗi là nó mọc thành hai chân rồi bạn. Đây, đây, con cá sấu này chắc là nó sống rất là lâu rồi. Nó tiến quá giờ nó mọc thành hai chân luôn bạn, nó có thể đứng hai chân giống như là con người luôn nha. Đây, đặc biệt là nó có cái đuôi rất là dài luôn bạn. Đây, đây, một con quái vật cá sấu nha bạn. Ôi, nó sắp bắt được các siêu nhân người nhện rồi các ơi. Tiêu rồi. Ai không xong rồi nha. Bây giờ thì siêu nhân người nhện tôi sẽ nhanh chóng bơi vào bên trong cái thị trấn ở trong đây, hy vọng là ở trong đây có cảnh sát cũng như là có các anh em siêu nhân nào đó để giúp bọn tôi tiêu diệt con quái vật này nha bạn. Đây, các anh em siêu nhân người nhện, các cậu ấy sắp rơi xuống rồi bạn. Bong bóng Spider-Man thì không thể nào mà bay liên tục được các bạn. Bong bóng này nó sẽ xì hơi và nó sẽ rơi xuống nha bạn. Đấy, tôi phải nhanh chóng đi tìm sự trợ giúp nha bạn. Đây, tôi sẽ lặn xuống nha. Đấy, đấy, nhanh lên. Nhưng lúc con quái vật cá sấu nó vẫn chưa phát hiện người nhện tôi trốn thoát các bạn, tôi sẽ nhanh chóng bơi vào bên trong nha. Đây, tôi lặn rất là sâu ở dưới cái hồ này các bạn để con quái vật nó không phát hiện ra nha. Đây, 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 nhanh lên, trời ơi. Đây, sắp rồi con ơi, cố lên một xíu nữa thôi. Đây, tình hình là người nhện tôi đã trốn thoát được con quái vật cá sấu khổng lồ đó nha bạn. Nhưng mà các anh em siêu nhân người nhện còn lại, đồng đội của tôi thì các cậu ấy vẫn còn đang đu bong bóng người nhện nha. Đây, đây, tôi đã bơi rất là xa con quái vật rồi kìa. Đấy, nó vẫn đang con quái vật cá sấu nha, nó vẫn đang rình các anh em siêu nhân người nhện nha bạn. Nó chỉ cần đợi các siêu nhân người nhện mà bong bóng của các cậu ấy mà bị nổ các bạn, bị xì hơi rơi xuống là nó sẽ ăn thịt đấy. Đây, tôi đang bơi vào các bạn. Sắp được rồi, cố lên một xíu nữa thôi. Đây, được rồi các ông ơi, được rồi nha. Cuối cùng thì tôi cũng đã vào bên trong được cái đất liền các bạn. Đây, trời ơi, cái hồ ủi rất là xa ngoài đó các bạn thấy chưa. Đấy, con cá sấu nó vẫn đang đưa tay ra, nó định chụp các siêu nhân người nhện nha. Đấy, nếu mà không có bong bóng Spider-Man thì bọn tôi đã nằm trong bụng của con quái vật này rồi. Đấy, các anh em siêu nhân đồng đội của tôi, các cậu phải cố lên nha. Siêu nhân người nhện Spider-Man. Siêu nhân người nhện Spider-Man, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm sự trợ giúp. Nhất định là tôi sẽ giải cứu các cậu. Cố lên, cố gắng đu bong bóng nha. Đây, đi đi các bạn ơi. Đây, ở đây là một cái thị trấn, một cái ngôi làng nha bạn. Đây, ở đây có rất là ít nhà luôn thấy chưa. Chỉ có mấy ngôi nhà thôi. Trời ơi, tôi phải nhanh chóng đi gọi cảnh sát hoặc là tìm kiếm sự trợ giúp nha bạn. Không biết là ở đây có các anh em siêu nhân nào hay không nha. Hy vọng là hôm nay có các anh em siêu nhân, các cậu ấy đi đi tuần tra ở cái thị trấn này thì tốt quá nha bạn. Đây, tôi sẽ đi tìm nha. Ây da, nhanh lên. Đây các bạn, người nhện tôi vẫn đang đi tìm kiếm nha. Ui 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 các bạn. Ôi, ở đây có một siêu nhân người máy nào nè các bạn. Đây đây đây. Wow. Ý, hình như là robot của các anh em siêu nhân nha bạn. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết là robot siêu nhân gì nha. Đây, tôi sẽ nhanh chóng lên đó nha bạn. Hy vọng là các anh em siêu nhân có thể giúp bọn tôi tiêu diệt con quái vật và giải cứu các
anh em siêu nhân người nhện đồng đội của tôi nha bạn. Ai đây đây, wow, leo lên leo lên. Ây da, cửa khóa rồi con ơi. Đây cái cửa này khóa rồi, không vô được nha. Tôi sẽ tìm một cái chỗ nào đó thấp thấp tôi leo vô nha bạn. Ây da, không có luôn. Đây cuối cùng thì tôi cũng đã leo vào bên trong cái hàng rào này rồi. Đây, ui, đây là một siêu nhân người máy nào con ơi. Vũ khí của cậu ấy là hai cái thanh kiếm, hai cái thanh đao rất là lớn luôn nha. Ui, đi lên 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 lên, phải nhanh lên mới được. Hiện tại thì đồng đội của tôi là các anh em siêu nhân người nhện, các cậu ấy vẫn còn đang đu ở trên cái bong bóng Spider-Man nha bạn. Cái bong bóng đó thì nó không thể nào chịu được lâu đâu bạn, nó sắp nổ rồi nha. Đây, nhanh lên nhanh lên. Đây cuối cùng thì cũng tìm được rồi bạn. Đây, wow, ui, đây là các anh em siêu nhân Gokaiger nha bạn, các siêu nhân hải tặc nha bạn. Đây các bạn thấy không, ở biểu tượng của các cậu ấy ở chính giữa ngực thì có một cái biểu tượng giống như là hải tặc vậy. Ai, wow, thì ra robot này là robot Gokaiger, robot hải tặc nha bạn. Đây nhìn rất là giống một cái đầu robot này, giống như là cái đầu của thuyền trưởng hải tặc nha bạn. Đây có biểu tượng hải tặc nha bạn. Đây còn đây là một cái bánh lái tàu hải tặc các bạn. Wow, đây, ui, đây hình như là siêu nhân đỏ cậu ấy đang dùng ống nhòm nha bạn. Tôi phải nhanh chóng nhờ các cậu ấy ra ngoài đó tiêu diệt con quái và cá sấu thôi con ơi. Nếu không thì các đồng đội của tôi là các anh em siêu nhân người nhện sẽ trở thành thức ăn cho con quái vật ở ngoài đó đó. Ai, ai cha, chỉ có một mình siêu nhân người nhện Spider-Man cậu là trốn thoát được con quái vật cá sấu đó thôi à. Yên tâm đi, biệt đội các siêu nhân hải tặc Gokaiger bọn tôi đã dùng ống nhòm và quan sát được rồi. Bọn tôi đến đây để giúp các siêu nhân người nhện Spider-Man các cậu tiêu diệt cái con quái vật cá sấu khổng lồ đó, cũng như là giải cứu các anh em siêu nhân người nhện các cậu, cũng như là bảo vệ cái thị trấn này khỏi con quái vật đó. Yên tâm đi, yên tâm đi. Bây giờ thì các siêu nhân người nhện bọn tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị vũ khí và robot ra ngoài đó để giải cứu các anh em đồng đội người nhện của cậu. Wow các bạn ơi, thì ra là siêu nhân đỏ hải tặc cùng với các anh em siêu nhân hải tặc thì các bạn đã biết được là ở ngoài cái hồ này có một con quái vật cá sấu khổng lồ các bạn, và nhiệm vụ của các bạn đến đây là để tiêu diệt con cá sấu đó các bạn. Đây ok, đấy siêu nhân người nhện tôi cũng chưa cần phải kể lại mọi chuyện cho các anh em siêu nhân hải tặc thì các bạn đã biết hết rồi các bạn. Đây bây giờ sẽ chuẩn bị vũ khí và nhanh chóng ra ngoài đó tiêu diệt con quái vật cá sấu đó thôi các bạn. Đây lấy súng ra nha. Đây hiện tại thì siêu nhân người nhện tôi đã chuẩn bị súng rồi bạn, nhanh chóng ra ngoài đó giải cứu đồng đội của tôi thôi nha. Đây wow các bạn, các anh em siêu nhân hải tặc Gokaiger thì các cậu ấy cũng đã sử dụng súng của các cậu ấy rồi bạn. Đây đây là cái khẩu súng dành riêng cho các anh em siêu nhân hải tặc nha bạn. Đây wow, đây cái ông nội cha nội siêu nhân bạc này cậu ấy đã sử dụng biến hình rồi bạn. Đây hình như là đây là siêu nhân bạc siêu cấp hay sao các bạn. Đây cậu ấy có một cái bộ áo giáp có rất là nhiều mặt nạ siêu nhân khác nhau luôn nè. Đây ok rồi con ơi, tình hình là siêu nhân người nhện tôi đã tìm được sự trợ giúp của các anh em siêu nhân hải tặc nha bạn. Bây giờ bọn tôi sẽ nhanh chóng ra ngoài cái hồ đó để tiêu diệt cái con cá sấu khổng lồ nó đang định ăn thịt các anh em siêu nhân người nhện đồng đội của tôi nha. Đây đi thôi anh em ơi. Đấy, cuối cùng thì cũng đã nhờ được sự trợ giúp rồi các bạn, nhanh chóng ra ngoài đó tiêu diệt con quái vật cá sấu nha. Ai không hay cho quá dữ luôn. Đây được rồi, đi thôi đi thôi. Ai, robot Gokaiger thì vẫn còn ở trên căn cứ nha bạn. Khi nào mà chiến đấu thì các anh em siêu nhân hải tặc các quái sẽ gọi robot Gokaiger ra nha. Đi đi đi. Ai, bây giờ bọn tôi sẽ xuất phát ra ngoài đó giải cứu các anh em siêu nhân người nhện của tôi nha bạn. Đây đấy các bạn, cho biệt đội các siêu nhân hải tặc đã xuất phát rồi. Đây hiện tại thì bọn tôi sắp tới rồi bạn. Đây thấy chưa bạn, ở ngoài kia kìa. Ui rồi ôi, cũng may là các anh em siêu nhân người nhện của tôi các quái vẫn chưa sao nha bạn, bong bóng người nhện vẫn chưa phát nổ nha. Đây rất là xa đằng kia luôn bạn. Đây đây các bạn nhìn nè, rất xa đằng kia luôn nha. Đây đây cái mấy cái bong bóng này nó bị xì hơi bớt rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn chưa phát nổ nha, vẫn chưa có siêu nhân người nhện nào rơi xuống cái hồ này các bạn.
Rồi, con quái vật nó vẫn đang đưa tay ra, nó định chụp các siêu nhân người nhện nha. Nhưng mà nó vẫn chưa chụp tới nha bạn. Đấy, ui dồi ôi, phải nhanh lên mới được các ơi. Mấy cái bong bóng này hình như là nó sắp xì hết hơi rồi, nó sắp rơi xuống rồi nha. Ai, con cá sấu này nó vẫn đang, nó rất là kiên nhẫn, nó chờ đợi cơ hội nha bạn. Chỉ cần mà bong bóng của các anh em siêu nhân người nhện mà phát nổ hay là xì hơi rơi xuống thì con cá sấu này nó sẽ chụp được và nó bắt, nó ăn thịt các bạn ơi. Ai, các bạn nhìn nè, cái miệng của nó giật 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 nè, phải cho phải cái lưỡi của nó nè giống như là nó chảy nước bọt các bạn. Đấy, ui ghê quá con ơi. Đấy, ui ghê chưa, tiêu rồi bong bóng Spider-Man sắp rơi rồi nha bạn, bong bóng Spider-Man sắp phát nổ rồi. Bọn tôi phải nhanh chóng dụ con quái vật đó vào bên trong đây để tiêu diệt nha. Đấy, nó vẫn đang đợi con, thấy chưa. Làm sao bây giờ các bạn, làm sao để dụ con quái vật đó vào bên trong đây để cho các anh em siêu nhân đồng đội của tôi không bị con quái vật đó ăn thịt các ơi. Ây da, làm sao đây. À đúng rồi, bây giờ bọn tôi sẽ dùng súng các bạn, bắn con quái vật nha. Hy vọng là con quái vật nó bị súng bắn các bạn, nó sẽ nổi điên và nó sẽ đuổi theo bọn tôi và các anh em siêu nhân người nhện của tôi sẽ không bị con quái vật đó ăn thịt nha. Đây đây đây, tôi sẽ sử dụng súng bắn vào cái đuôi của nó nha. Con cá sấu này thì nó có lớp da rất là dày các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Súng bắn cũng không xi nhê cho lắm đâu. Nhưng mà hy vọng là con quái vật nó sẽ nổi điên và nó đuổi các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi nha. Đây, tôi sẽ dụ con quái vật vào bên trong đây. Đấy, ui, bắn nó giật 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 nè bạn. Đây, đây, các bạn nhìn nè. Tại giờ cái khẩu súng này yếu quá hay sao ấy. Bắn nó không xi nhê nha. Đây, lấy cái khẩu súng mạnh nhất ra nha bạn. Đây, khẩu súng rocket, cái khẩu súng tên lửa dành riêng cho các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi nha. Tại cái khẩu này thì chỉ có 10 viên đạn thôi các bạn. Đấy, tôi sẽ bắn vào ngay chiếc máy bay cho chiếc máy bay đó phát nổ nha. Đây rồi. Ấy, ui, được rồi các bạn. Ấy, trúng con quái vật rồi. Thì mấy phát nữa nha. Để cho con quái vật nó nổi điên nó đuổi vào bên trong đây nha. Ấy đấy. Mày. Ui, được rồi các bạn ơi. Ấy, con quái vật nó nhìn vào bên trong các anh em siêu nhân hải tặc bọn tôi rồi nha. Ấy, nó sắp vào bên trong rồi. Đây, tình hình là con quái vật nó bị siêu nhân người nhện tôi nó bắn, nó nổi điên rồi bạn. Ui, nó đâu mất tiêu rồi. Đây, ủa nó lặn, ủa nó đang tới nè bạn. Ui. Ui, con quái vật tới rồi bạn. Ui, con bóng rơi rồi con ơi. Đây. Đây, con quái vật cá sấu khổng lồ nó nổi điên rồi bạn. Đấy, nó bị người nhện bắn mấy viên tên lửa vào mình của nó, bây giờ nó nổi điên rồi nha. Đây. Ui nó nè bạn. Tiêu rồi. Phải nhanh tiêu diệt nó dày ra. Giải cứu các anh em siêu nhân người nhện các bạn. Ui dồi ôi, nó mạnh lắm thôi. Hiện tại thì con quái vật cá sấu này nó đang nổi điên các bạn. Wow, đây. Các anh em siêu nhân hải tặc các quái đã gọi cho robot đến các bạn. Đây, đang chiến đấu với con quái vật kìa. Rồi, các bạn cho. Siêu nhân robot Gokaiger cậu ấy đang tiêu diệt con quái vật cá sấu các bạn. Ui nó mạnh lắm các bạn ơi. Ui con cá sấu này mạnh lắm các bạn. Đây, phải nhanh chóng tiêu diệt nó các bạn. Nếu không thì nó sẽ phá hủy luôn cái thị trấn ở đây thì rất là nguy hiểm nha. Đấy, wow, đây là robot hải tặc các bạn. Đây là bắn tia laser tiêu diệt con quái vật cá sấu nha. Ui. Đấy. Đây, cá sấu này nó bị bắn rất là nhiều các bạn. Đây. Hiện tại thì các anh em sẽ hải tặc các quái đang điều khiển robot tiêu diệt nó nha bạn. Ui đây nó nè. Đấy, nó chạy được các bạn ơi. Nó bỏ chạy rồi, đuổi theo. Ui dồi ôi, nó quýnh tôi văng vào bên trong cái tòa nhà này luôn các bạn. Con quái vật cá sấu này rất là mạnh mẽ, đặc biệt là nó có cái lớp da các bạn. Cái lớp da của cá sấu này rất là mạnh. Đây. Đây, robot Gokaiger, robot hải tặc vẫn đang chiến đấu nha. Phải, úi, robot hải tặc nó bị mắc kẹt vào trong cái biển quảng cáo các bạn. Mày à, nhanh lên tiêu diệt nó đi. Phải bắn tia laser nó. Phải chém nó các bạn. Phải. Robot hải tặc thì cậu ấy có vũ khí là cái thanh kiếm nha bạn. Chém con quái vật te to luôn.
Rồi, vẫn đang chiến đấu các bạn. Quái vật cá sấu thì nó bự hơn con hải tặc rất là nhiều các bạn. Vì vậy thì con hải tặc đó phải cần phải trên tiêu tiêu thôi, bắn tia laser hoặc là sử dụng tuyệt chiêu nào mạnh nhất thì may ra mới tiêu diệt được nó nha bạn. Phải robot hải tặc bắt đầu bắn tên lửa các bạn. Phải nó xấu thấy bắn tia laser rồi rất mạnh các bạn. Wow, bắn vô cái tim của con quái vật ấy thì may ra mới chết được nó. Ấy ủ luôn đây được các bạn ơi. Wow, chém đó các bạn. Ui, tiêu diệt được các bạn. Đây. Rồi, robot hải tặc cậu ấy tiêu diệt được con quái vật rồi. Wow, đây các bạn. Cuối cùng thì các anh em siêu nhân hải tặc, các cậu ấy cũng đã tiêu diệt được cái con cá sấu khổng lồ ở đây rồi nè. Đây cái chân của nó nè bạn. Ôi, đây cái chân của nó nè, rất là to luôn nha. Còn đây là cái mình của nó nè. Cái đầu của nó thì đã cắm xuống đất rồi nha bạn. Chôn ở dưới cát rồi nè. Cái đuôi của nó dài lên đây luôn các bạn. Đây, thấy chưa? Đây, con quái vật bị tiêu diệt rồi các bạn. Bây giờ thì người nhện tôi sẽ nhanh chóng ra ngoài cái hồ này để dạ, để tìm kiếm đồng đội của tôi nha. Đây, hiện tại thì tôi đang đi tìm kiếm các anh em siêu nhân người nhện đồng đội của tôi nha bạn. Không biết là bong bóng người nhện Spiderman của cái quái đó rơi xuống chưa bạn. Đây, ui, rơi đâu mất tiêu hết rồi các bạn. Đây, ui, ui bên đây nè bạn. Đây, để tôi bơi qua bên đây nha. Đây, không sao nha. Đây, đây mấy cái bong bóng này nó hết hơi và nó rơi xuống nè bạn. Đây, đây mấy cái bong bóng người nhện Spiderman này thì cuối cùng thì nó cũng hết hơi các bạn, nó không thể nào bay lên bầu trời được nữa, nó đã rơi xuống đây nha. Đây, các anh em siêu nhân người nhện đều không sao hết các bạn.